Kiến trúc truyền thống, kết nối văn hóa, lịch sử và hiện đại. Nhìn vào kiến trúc là cách chúng ta nắm bắt được bản dạng văn hóa của một dân tộc. Trong bức tranh rực rỡ của nghệ thuật xây dựng, kiến trúc truyền thống đứng lên như những dấu ấn không thể nhầm lẫn, kể câu chuyện về một thời kỳ đã qua và một nền văn hóa độc đáo. Một bức tranh sống động về quá khứ. Kiến trúc truyền thống mang trong mình hồn của quá khứ, giữ chặt những giá trị văn hóa quý báu. Nó là sự lưu giữ của nghệ thuật, truyền thống và lịch sử. Những điều tạo nên bản sắc riêng biệt của mỗi quốc gia và vùng miền. Vẻ đẹp không tuổi của tự nhiên và sự tinh tế. Tự nhiên và tinh tế, kiến trúc truyền thống thể hiện một vẻ đẹp không tuổi, không bị hạn chế bởi thời gian hay không gian. Nó tôn vinh những vật liệu tự nhiên và cách tiếp cận bền vững, đồng thời kết hợp tài hoa trong từng đường nét, từng chi tiết. Một hành trình văn hóa độc đáo. Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá kiến trúc truyền thống, từ những ngôi đền cổ kính ở Ấn Độ, những lâu đài kiêu sa ở châu Âu, đến những dãy nhà cổ phong thái Việt Nam. Mỗi công trình là một trang văn hóa, một bài học về sự sáng tạo và đổi mới, một chuyến du ngoạn qua thời gian. Kết luận, một di sản sống động. Kiến trúc truyền thống không chỉ là bộ khung của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho tương lai. Nó là cầu nối giữa thế hệ, là di sản văn hóa sống động, là lời kể suốt đời về sự phát triển và hòa nhập. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm và khám phá những tác phẩm kiến trúc truyền thống độc đáo này. Website kiến trúc truyền thống.com số điện thoại 0918 248 297.